Xoài mật hành hạ sớm chiều, ăn vào đau quặn, khó tiêu chán trường. Xoài gây huyết tắc nhiều đường, thứ mật đầy trướng, bụng thường nhói đau. Chớ lo, sỏi sẽ tan mau, kim đờm khang giúp chướng đau giảm dần. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe kim đờm khang chứa 8 loại thảo dược quý, giúp hỗ trợ làm mềm sạn sỏi, hỗ trợ bài sỏi mật, ngăn ngừa hình thành sạn sỏi. Kim đờm khang hỗ trợ bài sỏi, khỏi lo chướng đầy. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.